Hôm nay chúng ta cùng theo chân nhóm 2 khám phá về một chủ đề rừng nói chung cũng như là rừng tràm Tân Tuyến thuộc huyện Chi Tôn nói riêng. Bên cạnh rừng tràm Trà Sương Nên Thơ phù hộ tình thì mới đây nhất rừng tràm Tân Tuyến đang là tọa độ thu hút đông đảo du khách. Nơi đây có diện tích khoảng 1.752 ha, có tiềm năng phát triển du lịch sinh thái với thảm động thực vật phong phú. Tuy vậy nơi đây vẫn còn rất hoang sơ, mang đậm nét đặc trưng của quang cảnh rừng tràm ngập nước. Những nhân tố hữu sinh mang tính quyết định của rừng. Cây tràm, tràm là loài cây thân gỗ độ cao trung bình khoảng 10m, trồng lâu năm có thể phát triển lên 20-25m. Bèo riêu là loài cây thủy sinh một nổi, là nguồn thức ăn của loài chim nước và còn là bài thuốc nhân gian dùng để giải nhiệt, lợi tiểu và cầm máu. Dây leo là một loài cây ký sinh. Sinh cảnh rừng tràm ngập nước, sinh cảnh kênh mương và các loài thực vật khác sống ở môi trường nước. Hệ sinh thái đa dạng với các loài thực vật tự nhiên, các loài chim cò, cá đồng còn khá hoang sơ và đẹp mắt. Cò là tên gọi chung của một số loài chim thuộc họ hạc với cái mỏ nhọn và dài là lợi thế để chúng bắt được mồi dưới bùn sâu. Chim nghệ là mực vàng, người được biết đến là loài chim hít côn. Chim mối cá có tuổi thọ trung bình từ 4 đến 5 tuổi. Ăn chủ yếu của loài này là các loài ốc, các động vật thủy sinh. Chuồn chuồn là loài côn trùng thân dài với cánh trong suốt, đôi mắt to, là loài có nhiều màu sắc và kích thước. Cá hốn thuộc loài cá da trơn. Cá linh thuộc họ cá chép, chúng là loài cá trắng. Sau một buổi vi vu trong rừng, bạn đừng quên thưởng thức các món ăn ngon từ các sản vật tại nơi đây nhé. Cá ếch của đồng tươi rơ rối đem nấu với rau tập tàng mọc dại ở bờ mương. Nơi này là điểm đến khá thích hợp cho chuyến du xuân cùng gia đình bạn bè vào dịp năm mới. Món ăn được bày trí bắt mắt cùng với các loài rau được hái tại nơi đây. Nền ẩm thực cũng như hệ sinh thái ở nơi đây vô cùng hút khách. Thảm thực vật phong phú với 154 loài thực vật thuộc 122 chi, 52 họ của hai loài thực vật bậc cao có mặt là ngành dương sĩ. Thảm động vật cũng phong phú không thua kém với 63 loài chim nước và 82 loài cá thuộc 26 họ và 9 bộ, trong đó cá hô và cá trà sóc là các loài quý hiếm có tên trong sách đỏ Việt Nam. Với hệ sinh thái phong phú như vậy nên đến đây nhiều du khách đã không khỏi phấn khích. Bên trong rừng tràm này là nơi sinh sống của rất nhiều ong mật, vì vậy khi rừng tràm trổ bông cũng là thời điểm thích hợp cho việc nuôi ong lấy mật. Nên nếu đi đúng mùa, bạn nhớ ghé thăm nơi này để thưởng thức mật ong nguyên tản thơm lừng và mua về làm quà biếu cho gia đình bạn bè nhé. Một điểm đến du lịch mới mẻ với những cảnh quan xanh đẹp mang đậm nét hoang sơ của sinh cảnh rừng tràm, một nơi mà bạn có thể cảm nhận được cuộc sống thanh bình với những món ăn dân dã.